Xin chào anh em đã quay trở lại với cả chương trình Q&A của Hacom. Và chương trình Q&A hôm nay sẽ là Q&A số thứ 53. Chương trình này thì sẽ được phát sóng vào tối thứ 7 vào lúc 7 giờ hàng tuần. Nhưng mà hôm nay thì sẽ không còn là 7 câu hỏi nữa, bởi vì mình đã đọc rất nhiều comment rồi. Và nhiều anh em bảo rằng là họ không muốn những câu trả lời kiểu những cái thứ trả lời rất là vớ vẩn nữa, mà họ muốn những cái câu trả lời chuyên sâu một tẹo. Thế nên mình sẽ rút gọn số lượng câu hỏi và tăng số lượng gọi là độ chuyên sâu của những câu hỏi lên nhá, của những câu trả lời lên. Rồi hãy bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên của bạn Huy Lê đi. Bạn hỏi là mình chỉnh trong BIOS i5-12400F xung luôn từ 3GHz đến 4.3GHz và các core luôn chạy max xung nhiệt dưới 40 độ. Cắt phết nhờ. Máy nhanh rõ rệt nhưng lâu dài có đai CPU không? Mình cảm ơn. Thì bạn đã cho mình đó chính là hai dữ kiện, đầu tiên là về xung, hai là về nhiệt. Bạn đã bảo rằng là cái máy của bạn đang được set trong BIOS là chạy từ 3 tới 4.3. Nhưng nếu mà bạn lên trên website của Intel, cái trang của i5-12400 thì các bạn có thể nhận thấy rằng là nó có thể max boost ở 4.4. Đấy, các bạn để ý cái số 4.4 đấy nhá. Vậy là boost single core là 4.4, thế nên là boost all core ở 4.3 là hoàn toàn hợp lý và không hề có gì vượt quá biên với cả chiếc CPU cả. Vậy nên là bạn đang để ở 4.3, mình nghĩ rằng hoàn toàn ok luôn. Nó chưa vượt quá, ví dụ như bạn chạy ở 4.5, 4.6, 4.7 gì cả. Thế nên là bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề xung. Thứ hai nữa là bạn cho mình, đó chính là câu trả lời về nhiệt. Nhiệt của bạn chỉ có 40 độ mà thôi, một con số cực kỳ là thấp với cả một chiếc CPU đang chạy full load mà lại còn đang có thể gọi là để max ping ở 4.3 nữa. Một số thực sự rất là ấn tượng. Mình không biết bạn đang dùng chiếc tản gì, nhưng mà mình có thể đánh giá rằng bạn đã ép xung hoặc là có loại tinh chỉnh ở trong BIOS cực kỳ là thành công. Và chiếc CPU bạn sẽ không bao giờ die đâu, nhiều khi nó còn kéo dài tuổi thọ so với cả những chiếc CPU bình thường nữa. Đấy, cực kỳ hợp lý mà. Không biết là bạn đã ăn vô hay là ép xung hay là cái gì ở trên một comment board đặc biệt nào đấy, nhưng mà hy vọng rằng là bạn có thể gọi là chỉ cho một chút ở dưới video này, đúng không, để các bạn khác có thể học tập và áp dụng lên chiếc CPU i5 của bạn ý. Có thể để gọi là để ở dưới là bạn đã dùng tài chế gì nữa nhá. Ok, tiếp theo, câu hỏi thứ hai của bạn Đỗ Giang. Bạn hỏi là trong cái video mà bộ PC 10 triệu mà dùng SteamDeck ấy, SteamOS ấy, thì bạn Đỗ Giang hỏi là dùng Big Picture mode thì có FPS có thể cải thiện không? Câu trả lời của mình thẳng thừng gọi là không gì luôn, là không tăng một chút nào nhá, nhiều khi còn giảm xuống. Bởi vì có vẻ như là bạn đang định là bật Windows lên rồi bật Big Picture mode lên rồi bạn chơi game ở trên đấy. Nhưng mình trả lời luôn với bạn đó chính là không, bạn vẫn dùng Windows, bạn vẫn đang dùng Windows nhá. Tức là bạn vẫn phải chạy bất kỳ cái gọi là bất kỳ những thứ liên quan Windows nào, thì Intel Defender này, antivirus này, xong rồi các thứ kiểu v.v. rất nhiều các ứng dụng rác của Windows. Ngoài ra có những cái ứng dụng rác của bạn nữa, những cái chạy nền của bạn nữa, dẫn tới việc dùng nhiều RAM hơn, dùng nhiều CPU hơn. Và đặc biệt bạn còn đang phải chạy Steam ở Big Picture Mode, tức là còn tốn một chút về GPU, CPU và RAM nữa. Thế nên là chắc chắn mình có thể đảm bảo với bạn rằng bạn bật Picture Mode lên, bật cái Big Picture Mode lên sẽ không tăng hiệu năng của chiếc cạc hay không tăng FPS của tựa game mà bạn đang chơi đâu. Cái lý do mà tại sao mà mình dùng Steam Deck OS mà nó lại tăng lên ấy, bởi vì đơn giản là mình đang cài một hệ điều hành mới. Hệ điều hành này được tối ưu cho chơi game. Hệ điều hành đã bị cắt giảm tất cả mọi thứ, dẫn tới việc mà khi mà anh em chơi game thì CPU dùng cực ít, RAM dùng cực ít và GPU không bị chiếm bởi bất kỳ thứ gì, dẫn tới việc là chơi game thì FPS tăng cao lên cực kỳ là đơn giản và cực kỳ là dễ dàng. Tuy rằng là Steam Deck OS hay là Steam OS ấy, nó vẫn sử dụng qua một cái trình dịch, nhưng bởi vì cái headroom, tức là cái khoảng trống của những cái phần cứng nó quá là nhiều, dẫn tới cái việc mà anh em khi mà chơi game sẽ tăng hiệu năng khi mà dùng một cái Windows. Tất nhiên là mình có thể bảo rằng là để cái tính tương thích cao nhất mà nhìn trông vẫn đẹp nhất thì sẽ là Big Picture Mode. Bởi vì anh em phải hiểu rằng là tất cả tựa game được sinh ra để dành cho chạy Windows. Tức là tất cả tựa game là mục đích là chạy Windows trước nhá. Tức là cái tựa game trên máy tính ấy thì là mục đích là dành cho những PC trước, những Windows trước, rồi mới đến là thì macOS, Linux rồi nào vân vân và mây mây. Thế nên là việc mà sử dụng Big Picture thì sẽ đảm bảo cái tương thích cao nhất, nhưng cũng không hề tăng một chút hiệu năng nào cả, chỉ nhìn trông đẹp mà thôi. Mình khá là thích cái UI của Big Picture Mode. Trước đây nó là một cái UI khác cơ, nhưng mà sau khi mà Steam Deck họ đã nâng cấp cái Steam Deck của họ ấy, thì họ cũng apply cái UI của SteamOS 3.0 đấy vào cái Big Picture Mode của họ. Mình khá là tán dương cái hình như vậy. Tất nhiên là anh em thể để có thể khiến cho chiếc máy PC Windows của anh em nhìn trông giống một chiếc console ấy, thì có thể để bật mình nhớ là có một cái setting ở trong Steam ấy là bật lên phát là vào Big Picture Mode luôn. Cái đấy thì cũng khá là hay, và anh em chỉ cần bấm cái nút console, cái controller của anh em phát là kết nối với Windows rồi, thế là chạy thôi, từ khi là đợi. Nhưng mà không tăng hiệu năng đâu nhá, nhiều khi còn giảm đấy.
Rồi, và tiếp theo là câu hỏi thứ 3 và câu hỏi thứ 4. Thì câu hỏi thứ 3 của bạn là Quang Huy Lê, bạn hỏi là tại sao i5 lại hợp nhất chứ không phải là i7 và i9. Đồng thời một câu hỏi nữa cũng cùng tông mà mình sẽ trả lời trong cùng một cái câu hỏi luôn, cùng một câu trả lời luôn, là của bạn Hồng Đức Đoàn, bạn hỏi là i3 có đủ để chơi game trúc bộ hay không. Thì bây giờ bắt đầu nhá. Vậy thì tại sao nó lại là i5? i5 nó có gì? Hiện tại, trong thời điểm hiện tại nhá, với thế hệ 13 thì i5 thấp nhất chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 nhân, tức là 6 nhân P và 4 nhân E. Còn i5 cao nhất của chúng ta sẽ là 14 nhân, tức là 6 nhân P và 8 nhân E. Những con số này thực sự là những con số cực kỳ là lớn cho một cái người dùng cơ bản bình thường, và nó có thể đáp ứng được hoàn toàn những tác vụ gọi là làm việc trong thời điểm hiện tại, nào thì Blender, nào thì Photoshop, nào thì Premiere Pro, vân vân và vân vân. À mà đấy, Intel ấy, i5 ấy, nó còn có một cái thế gọi là một cái lợi thế cực kỳ là lớn so với cả Ryzen, đó chính là cái onboard của họ. Anh em có thể thấy check ở trong cái bảng support của Intel, gọi là các những cái gọi là media engine hiện tại ấy, thì các onboard của Intel hỗ trợ cực kỳ là nhiều các codec và hỗ trợ cực kỳ là nhiều các bitrate, đồng thời có cả những cái gọi là 422, 420 các kiểu ấy, cực kỳ là nhiều luôn. Anh em có thể check ở trên trang của Project Ben nhá, rất là nhiều em nhìn nhá. Đấy, Intel thì cả một giải, trong khi Adobe không hỗ trợ nào thì Nvidia hay là AMD gì hết, chỉ có một số các codec hợp lý thôi, còn Intel thì hỗ trợ gần như là hết, rất là nhiều, dẫn tới một cái gọi là một cái lợi thế cực kỳ là lớn với cả một chiếc CPU i5 trong thời điểm hiện tại. Mà đặc biệt nhá, i5 của chúng ta có một giải các sản phẩm để chúng ta lựa chọn luôn. Với những chiếc card 4070 trở xuống thì có thể sử dụng gì? i5 13400. Còn với những chiếc card từ khoảng tầm 4070 Ti trở lên thì có gì? i5 13500, i5 13600K với hiệu năng đa nhân và hiệu năng đa nhân cực kỳ là tốt, có thể cân được những chiếc card màn hình như thế thoải văn mái ở tất cả những tựa game, từ nào thì những tựa game eSports tới những tựa game AAA ở độ phân giải từ Full HD cho tới cả 4K nữa, cực kỳ là thoải mái luôn. Mà đặc biệt sử dụng nhiều nhân như thế sẽ dẫn tới việc là anh em compiling shader, anh em giải nén game nhanh chóng hơn rất là nhiều. Hiện tại thì các tựa game ấy nó yêu cầu những cái ứng dụng đó, tức là những cái gọi là hành trình nó cực kỳ là nhiều, và có thể là chơi game thì mượt, nhưng mà lúc mà compiling shader thì cực kỳ là lâu, sẽ tới việc là chờ game rất là mất thời gian. Đó, lý do tại sao mà i5 như thế. Mà một điều đặc biệt nữa nhá, là giá của i5 thì cực kỳ là ngon. Hiện tại thì i5 12400F chúng mình vừa mới nhập về thì rơi đâu khoảng tầm 4 triệu 3 triệu gì đó thôi, rất là rẻ. Đấy là những em mà chúng mình nhập khẩu trực tiếp gọi là qua tay của chúng mình nhá, và bảo hiểm của chúng mình, thì những em đó cực kỳ là rẻ luôn và cực kỳ hợp lý với cả những anh em nào đang muốn chơi game với nhiều nhân mà lại còn rẻ vô cùng nữa. Thứ hai nữa là nhiệt, vấn đề nhiệt chả có vấn đề gì cả. i5 13500 hôm qua cho mình vừa livestream xong, gắn một chiếc tản AIO hại 40 cũng không phải là quá xịn, mà nó có thể max ping ở 170W trong khi nhiệt độ chỉ có khoảng tầm từ 70 tới 80 độ C. Vậy tức là một chiếc CPU i5 khó lòng có thể nghẽn nhiệt như là một chiếc CPU i9, dẫn tới việc giảm hiệu năng hay là anh em phải chi nhiều tiền hơn cho việc nâng cấp tản nhiệt. Vậy là đã phải tiêu tiền cho CPU rồi lại còn phải nhiêu tiền cho quá nhiều tản nhiệt nữa. Vậy thì tại sao không tiết kiệm tiền ở tản nhiệt và cả CPU luôn và lựa chọn một chiếc i5? Đó chính là lý do tại sao mà i5 cực kỳ là hợp lý chứ không phải là i7 hay i9. Mà anh em phải biết nhá, i7 thì hiện tại đang có đó chính là 8 nhân P và 8 nhân E, tức là anh em được thêm 2 nhân P nữa. Và mình nghĩ rằng đa số các tác vụ thì không thể nào mà sử dụng tận dụng hết được 100% CPU, kể cả nhân P và nhân E. Thế nên là chỉ cần một chiếc nhân cực kỳ là khỏe để sử dụng những tác vụ 2D. Còn render thì mình nghĩ rằng là nó không chênh lệch quá là nhiều đâu, không chênh lệch quá nhiều thế. Ví dụ như là render 10 phút thì bây giờ i7 thì render 9. Khác biệt không? Mình nghĩ là không đâu anh em ạ. Hoàn toàn thoải mái với cả i7, mà đặc biệt là với cả i5. Mà đặc biệt là đấy, mình đã nói rồi, các onboard có media engine, thế nên là render cực kỳ là thoải mái với cả những codec xịn sò con bò. Và tại sao i3 thì lại không hợp với cả chơi game AAA? Mình biết đáng lẽ ra về cái lý thuyết ấy thì i3 khi mà chơi cái tựa game ấy AAA ấy thì nó sẽ yêu cầu nhiều GPU hơn, càng tăng độ phân giải lên thì càng yêu cầu GPU hơn. Nhưng mà điều đó đã bớt đúng trong năm 2022, 2023 và trong tương lai nữa. Tại sao? Thứ nhất là hiện tại những cái bản port gaming, đa số rất nhiều game nhá, và đặc biệt là các bản port từ console sang, yêu cầu chúng ta phải giải nén game cực kỳ là lâu, yêu cầu chúng ta phải compiling shader cực kỳ là lâu, dẫn tới việc là mặc dù là chơi game không dùng CPU quá nhiều, nhưng mà lỡ mà compiling shader, anh em nhìn trong các buổi livestream chúng mình nhé, chúng mình test trực tiếp cho anh em nhé, là khi mà compiling shader cực kỳ là lâu luôn, một chiếc CPU i3 nhé đợi tầm 5 phút mới load được cái game, rất là lâu như thế, khiến cho chúng mình cảm thấy khó chịu khi sử dụng chứ, đúng không? Và một chiếc i5 có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó cực kỳ là thoải mái, bởi vì nó có nhiều nhân hơn, mà nhân đơn nhân của nó lại còn mạnh hơn nữa. Mà đặc biệt nhá, cứ bảo là chơi game thì CPU dùng ít đúng không? Nhiều khi không đúng đâu, bởi vì trong thời điểm hiện tại và trong tương lai nữa,
các nhà sản xuất game càng lúc họ tạo ra những tựa game không tối ưu cho CPU, không tối ưu cho cấu hình máy của chúng ta, dẫn tới việc là sử dụng nhiều CPU hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Và điều đó thì sẽ kéo lại cái GPU của chúng ta, khiến cho mình không đạt được mức FPS mong cầu từ chiếc cặp mình đó. Thế nên mình nghĩ rằng i3 để sử dụng cơ bản với những chiếc cặp màn hình tầm thấp thì là ok. Nhưng nếu mà anh em chơi những tựa game AAA với những chiếc cặp cao cấp ấy thì bắt buộc phải i5 trở lên cho mình nhá. Đó, và đó là tổng cộng là 4 câu hỏi cho Q&A số thứ 53 ở đây. Nếu mà anh em có những câu hỏi nào mà muốn mình trả lời sâu lắng ấy, nói chung là muốn những câu trả lời sâu lắng thì phải hỏi những câu hỏi sâu lắng, đúng không? Và hãy để ở dưới comment nhá, để mình có thể trả lời nó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mình có thể chuẩn bị trước và trả lời một cách chuẩn chỉ nhất cho anh em. Rồi, và rất cảm ơn anh em đã xem chương trình Q&A này. Và hẹn gặp lại anh em tại video sau nhá.